Halloween quý vị ơi. Hôm nay Cathy sẽ làm một món rất là hợp với Halloween. Mình sẽ làm món tim gà nướng vỉ và lưỡi bò nướng vỉ luôn. Là tại vì nếu mình muốn lấy được tim của người ta, mình phải làm cái món là tim của gà. Và cái kia là lưỡi bò. Mình có đây là để cho người kia sẽ nói những lời hay ý đẹp cho mình. Alright, thì trước khi mình làm cái này đó, là Cathy muốn giới thiệu. Lưỡi bò thì đã mua ở chợ, thái rất là mỏng rồi, để một hồi nữa mình ướp lên. Kế bên đây mình thấy là tim gà cũng làm rất là sạch sẽ. Và kế bên nữa là mình sẽ ăn với cái gì? Cái này là loại cuốn mà nướng vỉ, mình sẽ cuốn với salad. Bên này thì quý vị thấy là những cái salad Boston lettuce và tí xíu mà kêu là seaweed mua ở ngoài chợ luôn. Cũng giống như cái đây, cái hơi rùng rợ giống như mấy con trùng. Thật ra không phải là con trùng, đó là squid, là mực mà mắm của Hàn Quốc đã làm ra. Cái này là nước bơm apple, apple juice ha. Xong rồi luôn, cũng là 1/4 cup. Cái đây là nước xì dầu. Tại vì ở trong cái apple juice này nó có đường rồi đó, mình khỏi cần để đường. Cái này là nửa muỗng canh, đó là bột tỏi, cũng giống như là đây là bột hành, bột hành trắng. Xong rồi mình quậy lên, quậy lên đều. Cái lưỡi bò này là thường thường ở bên Hàn Quốc và cũng như là bên Nhật Bản, họ hay làm nướng vỉ nhiều lắm. Nhất là những cái quán mà nhỏ nhỏ, ăn chơi chơi vui vui đó. Yeah. Woo. Tỏ chiều ngang như thế này để mình để lên lò nó dễ hơn. Để cái này đó, mình để nó rời rời ra như thế này để cho dễ chín, chín nó gần nhau thì nó chín lâu hơn. Và lưỡi bò thì là rất là nhanh, chỉ là 2 phút mỗi bên. Mình làm cái đó sao cũng mình có thể đi tới tập chút xíu tập khác để coi nè. Muỗng canh đó, nước. Xong rồi Cathy lấy luôn cái sốt này, là sốt của Thái đó. Wow. Wow. Cho 2 muỗng này. Trong này có tỏi nè, có ớt nè, nó ngọt ngọt rồi, nó đặc đặc. Và cái phần nào đặng cho nó mặn mặn, đó là phần nước mắm. Để 1 muỗng nước mắm. Nước mắm nhỉ. Rồi, trộn lên là xong. Tim gà chiếm hết chỗ nên Cathy xài ở dưới đây thôi. Nói chừng 2 phút mình phải lật qua chứ thôi nó bị cháy. Ủa già, ăn được rồi, lấy nhanh lên chứ thôi bị khét. Mình ăn nóng nóng mới là ngon. Bây giờ Cathy làm thử quý vị xem nha. Cái này đó thì là mình để tí xíu gì cho nó giòn giòn. Mấy cái miếng lá nhỏ nhỏ lại tí. Cái miếng slush như thế này. Nhưng mà cái này Cathy để tí này nha, để cho cái lạnh lạnh xuống. Cái này là rong nè, seaweed nè. Cái phần này là mắm mực nè, mắm mực sống. Cho nó cay cay, giòn giòn. Xong rồi mình để một miếng lưỡi. Nghĩa là dưới 10 phút xong. Cathy mong quý vị sẽ làm tim gà nướng vỉ cũng giống như là lưỡi bò nướng vỉ vào ngày Halloween của năm này. Hẹn gặp lại quý vị.